ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017, dòng vốn nước ngoài đã vào dòng cao nhất 10 năm qua, với tổng giá trị mua dòng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán đạt 47.000 tỷ đồng. Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 90% so với cuối năm 2016. Sự tham gia tích cực của nhà đầu tư nước ngoài đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán. Và ngay trong tháng 1 năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua dòng với tổng giá trị đạt 7.200 tỷ đồng. Số tài khoản của nhà đầu tư trong năm đạt 1,92 triệu tài khoản và tăng 12% so với cuối năm trước. Vậy đâu là điểm hấp dẫn để nhà đầu tư nước ngoài quyết định phân bổ tài sản vào thị trường chứng khoán Việt Nam? Và xu hướng đầu tư trong năm 2018 của khối ngoại là gì? Chứng khoán cuối tuần này với chủ đề vốn ngoại chảy mạnh vào thị trường chứng khoán sẽ đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những con số ấn tượng về dòng vốn ngoại thông qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Theo số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 47.000 tỷ đồng, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu. Tính riêng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 23.000 tỷ đồng và trong 25 ngày đầu tiên của năm 2018, khối ngoại mua ròng 7.500 tỷ đồng cổ phiếu chứng chỉ quỹ. Con số thống kê này không bao gồm 5 tỷ đô la Mỹ tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trong thương vụ mua cổ phần Sabeco và các khoản giao dịch mua cổ phần đấu giá các tổng công ty lớn diễn ra trong tuần qua. Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư ngoại và được cho là động lực góp phần giúp thị trường tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2017 và đầu năm 2018 vừa qua. Những cái yếu tố về thoái vốn nhà nước, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mang tính chất đầu ngành cũng như là IPO niêm yết mới thì tôi nghĩ rằng sẽ là một cái động lực mới giúp cho cái dòng vốn nhà đầu tư ngoài vẫn tiếp tục hướng đến thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh là cái nền kinh tế của Việt Nam vẫn đang tăng trưởng tốt, nền vĩ mô rất là ổn định. Bên cạnh đó thì trong thời gian gần đây thì chính phủ cũng rất là khuyến khích mở rộng cái vai trò của khối doanh nghiệp FDI và khối tư nhân. Thu hút vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục do một số những cái chính sách về Việt Nam, ví dụ như là thị trường đã có những cái sản phẩm mới, ví dụ như là chứng khoán phái sinh. Chúng ta đã có những hợp đồng tương lai và trong tới sẽ có chứng quyền hoặc là những cái hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng hoán đổi. Thì đây là một trong những yếu tố mà thúc đẩy nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn do những cái sản phẩm chúng ta đa dạng hơn. Phân tích chi tiết hơn số liệu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cho thấy hai kênh lớn mà nhà đầu tư đổ vào là thông qua các thương vụ mua bán sát nhập M&A, doanh nghiệp trong nước và các quỹ đầu tư chỉ số ETF. Dòng vốn ngoại đổ vào các doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, dầu khí, tạo động lực quan trọng, hỗ trợ chỉ số VN Index tăng cao. Trong thời gian vừa qua thì một số các chính sách của nhà nước về hỗ trợ và thúc đẩy cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nó đang mang lại những hiệu quả rõ rệt. Một số ngành như là ngân hàng, tài chính, một ngành như là kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng là đang có một bước phát triển rất tốt. Trong năm 2018, một số nhóm ngành như là dầu khí hay là thủy sản, cao su cũng hy vọng sẽ có một bước phát triển mới do thị trường nguyên liệu vật liệu ở trên thế giới đang có đà tăng giá ổn định và đang theo cái chiều hướng tăng tốt. FII và FDI vào rất là nhiều. Cái vấn đề địa chính trị chúng ta vẫn còn đang có một xu hướng có một cái lợi thế. Tháp dân số vàng vẫn còn có thể tận dụng được khoảng 10 năm nữa. Và đây là cái cơ hội để chúng ta thu hút vốn vào và đẩy cái nền kinh tế lên. Và chúng ta không sợ đó là vốn nước ngoài hay vốn trong nước, mà chúng ta quan trọng nhất là dùng nó một cách hiệu quả như thế nào thôi. Mỗi năm trước Tết âm lịch là thời điểm ngân hàng nhà nước thường phải bơm dòng tiền ra thị trường, và càng gần thời điểm nghỉ Tết, bơm dòng ra thị trường càng lớn.
Theo dữ liệu của công ty chứng khoán Bảo Việt BVSC, tuần trước khi nghỉ Tết âm lịch năm 2017, lượng bơm dòng của Ngân hàng Nhà nước là 93.482 tỷ đồng qua thị trường MOMO và sau kỳ nghỉ Tết thì hút dòng trở lại. Năm 2018, quy luật cũ đã bị phá vỡ. Tuần từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 1 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước hút dòng 15.465,8 tỷ đồng từ thị trường. Tuần sau đó hút số tiền dòng từ thị trường đạt 17.399,6 tỷ đồng. Và đến tuần từ 15 đến 19 tháng 1 năm 2018, số tiền hút dòng là 7.333,4 tỷ đồng. Năm 2017 đã chứng kiến sức mua dòng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài và ngay trong 3 tuần đầu của tháng 1 năm 2018, khối ngoại tiếp tục mua dòng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thể thấy rằng tâm lý đầu tư tích cực cùng với những yếu tố hỗ trợ như kinh tế vĩ mô và hàng hóa đa dạng đã khiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một điểm đến tiềm năng của dòng vốn ngoại. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để tìm hiểu đâu là động lực để hút dòng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối với các yếu tố về vĩ mô, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,81% và được dự báo duy trì ở mức cao cho 5 năm tiếp theo, trong khi lạm phát được kiềm chế dưới mức mục tiêu, tỷ giá tương đối ổn định. Những yếu tố này giúp cho nhà đầu tư nước ngoài thấy được sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Đối với những nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một nền kinh tế vĩ mô ngày càng phát triển và thực sự phát triển hơn những năm trước rất nhiều. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi chọn Việt Nam là nơi để đầu tư. Năm 2017, thị trường đã có kết quả rất tốt. Có hai điều đã hỗ trợ thị trường. Thứ nhất là kinh tế vĩ mô đã phát triển với GDP lên tới 6,8%. Thứ hai là có rất nhiều chính sách của chính phủ thực sự có hiệu quả. Ví dụ như nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp lớn lên sàn, giúp sàn chứng khoán có nhiều sự lựa chọn tốt cho giới đầu tư. Với nền tảng kinh tế vĩ mô như vậy, chính các doanh nghiệp niêm yết cũng có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, từ đó thu hút nhiều hơn sự quan tâm của dòng vốn ngoại, nhất là khi dòng vốn nước ngoài đang có xu hướng chảy mạnh vào các thị trường cận biên và mới nổi. Dòng vốn trên thế giới đang có lợi cho các thị trường mới nổi. Và Việt Nam chúng ta là thị trường cận biên, nhưng mà nhìn chung là chúng ta cũng được hưởng lợi từ cái xu hướng này. Các thị trường khác, mức định giá đâu đây cũng xấp xỉ bằng như Việt Nam và cũng khó tìm được cơ hội đầu tư. Trong khi tại Việt Nam, các cổ phiếu lớn, mặc dù định giá chúng ta là PE20 cũng đã tương đối cao so với thị trường trong khu vực. Tuy nhiên, thì nếu chúng ta nhìn kỹ thì có rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lại có định giá cao đến mức PE40 và 50. Và nếu chúng ta loại các cổ phiếu này ra để chúng ta nhìn lại thì vẫn có những cổ phiếu thực ra là định giá tương đối hợp lý, PE chỉ tầm 11 đến 12 thôi. Và đây là những là cổ phiếu khá là tốt và tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, làn sóng lên sàn của các doanh nghiệp nhà nước lớn sau quá trình IPO, cổ phần hóa cũng giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ mở rộng về quy mô mà còn giúp gia tăng cơ hội đầu tư, lựa chọn cổ phiếu của dòng vốn ngoại. Tâm lý là gắn với đó là cái cổ phần hóa thành công những cái doanh nghiệp lớn, nó đã tạo ra một cái bầu không khí sức hút rất lớn từ các cái nhà đầu tư quốc tế. Thì trong quá trình mà tham gia các hội nghị đầu tư của quốc tế thì các nhà đầu tư nước ngoài khi trao đổi thì cũng rất lạc quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam, và cái quan tâm của họ nó cũng rất là mạnh hơn so với những cái năm trước đây. Thường thì chúng tôi sẽ không có những lựa chọn nào khác ngoài các công ty lớn, bởi nếu so sánh các công ty lớn với các công ty nhỏ địa phương thì chúng tôi không có đủ thông tin để có thể đưa ra những phân tích. Do đó chúng tôi phải tìm đến những doanh nghiệp lớn như Vinamilk hay Sabeco, bởi đối với những doanh nghiệp này chúng tôi có đầy đủ thông tin để có thể phân tích và có thể lựa chọn những cổ phiếu của các công ty này để đầu tư. Một yếu tố nữa không thể không nhắc đến, đó là mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tiến gần hơn tới tiến trình, được MSCI nâng hạng, dòng vốn ngoại không thể bỏ qua cơ hội đi trước đón đầu. Cái cơ hội mà để thị trường Việt Nam nâng hạng thì cũng rất là gần. Và nếu không có gì thay đổi thì đến năm 2019 thì chúng ta sẽ lọt được vào cái danh sách review của MSCI, và tiếp đó là sau một năm thì chúng ta sẽ là chính thức là được nâng hạng thị trường mới nổi. Và các nhà đầu tư nước ngoài thì nhìn thấy cái cơ hội rất là rõ rệt này, và họ đã bắt đầu có những cái động thái mà đổ vốn vào thị trường ngay từ bây giờ để đón đầu cái cơ hội đó.
thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất lớn để có thể bước vào cái giai đoạn mà sẽ bước lên cái thị trường chứng khoán mới nổi từ cái thị trường chứng khoán cận biên như hiện nay. Và hầu hết những cái chính sách phát triển thị trường chứng khoán của chính phủ cũng đang hướng tới cái mục tiêu này. Và do đó thì dòng vốn ngoại nó có sự đón đầu để trở lại vào thị trường chứng khoán Việt Nam trước cái thời điểm mà thị trường chứng khoán thật sự mở rộng về mặt quy mô. Tất cả các yếu tố nền tảng từ vĩ mô đến hàng hóa trên thị trường đều đang trong một xu hướng tích cực. Đây sẽ tiếp tục là tiền đề để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh cả về chất và lượng, từ đó trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn nước ngoài. Năm 2017 cũng là năm chứng kiến những kỷ lục của dòng vốn Hàn Quốc và thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy nhà đầu tư Hàn Quốc nói gì về dòng vốn này? Xu hướng đầu tư của họ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 là gì? Phóng viên của kênh truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với ông Bong Yo-chun, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VTV. Thưa ông, xin ông cho biết những cái đánh giá của ông về cái làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017 ạ? Theo xu thế phát triển thì Việt Nam đang trở thành một xu thế hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là đầu tư trực tiếp. Trong thời gian sắp tới thì nguồn vốn này sẽ có sự gia tăng rất nhanh cùng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Ông có thể cho biết lý do tại sao ông lại đầu tư vào công ty chứng khoán tại Việt Nam ạ? Trong tương lai thì Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Việt Nam có nền kinh tế rất trẻ nên có rất nhiều cơ hội và tiềm năng. Hiện tại Hàn Quốc thì cũng có tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên Việt Nam cũng đạt con số 7% rồi, là một con số rất hấp dẫn để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Theo đánh giá của ông thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc ở những cái điểm nào? Việt Nam có tình hình kinh tế chính trị rất ổn định, khiến các nhà đầu tư nước ngoài rất yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam. 3 năm liền Việt Nam có tăng trưởng ổn định và tôi cho rằng năm nay cũng vẫn tăng trưởng ổn định. Ông có nhận định như thế nào về cái xu hướng đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc và thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 ạ? Các nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ mở rộng hơn nữa cả thị trường bán buôn và bán lẻ và sẽ liên tục có nguồn vốn đổ vào Việt Nam. Về phương thức thì có thể là đầu tư trực tiếp vào các công ty chứng khoán hoặc thông qua các hoạt động mua lại hoặc thay đổi tham gia sâu vào các cơ cấu của các công ty chứng khoán Việt Nam. Dòng vốn và xu hướng đầu tư vào Việt Nam sẽ liên tục mở rộng. Nó sẽ không chỉ giới hạn ở thị trường chứng khoán nữa mà sẽ vào rất nhiều lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản, thị trường tài sản và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mảng IB tại Việt Nam. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, ngay trong 3 tuần đầu của tháng 1 năm 2018, khối lượng mua ròng của khối ngoại đã đạt 21,3 triệu cổ phiếu. Có thể thấy rằng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đã được duy trì kể từ cuối năm 2017. Vậy các thành viên trên thị trường kỳ vọng như thế nào về dòng vốn ngoại? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chùm ý kiến ngay sau đây. Sang năm 2018, với những chính sách tích cực như năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường tốt để chúng tôi đầu tư. Đặc biệt, cổ phiếu các doanh nghiệp lớn sắp lên sàn trong năm nay sẽ là nhóm cổ phiếu hấp dẫn và thu hút dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi cho rằng là năm nay thậm chí dòng vốn ngoại sẽ còn vào mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm 2017. Toàn cả năm 2017 thì nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 26.000 tỷ. Tuy nhiên chỉ trong vòng 3 tuần đầu của tháng 1 năm 2018, chúng tôi nhận thấy rằng cái giá trị mua ròng của họ đã đạt khoảng tầm 9.000 tỷ. Có nghĩa rằng là chiếm 35% tổng lượng mua ròng của cả năm 2017. Chúng tôi nhận thấy cái lực mua ròng chỉ trong vòng 3 tuần vừa qua là rất lớn. Chính vì vậy mà chúng tôi dự báo rằng là cả năm 2018, nước ngoài sẽ còn mua nhiều hơn gấp 2, gấp 3 lần so với 2017. Trong quá khứ của các thị trường khác thì đều có cái một cái sự tăng trưởng rất khả quan khi mà được vào rổ chỉ số của MSCI, khi mà chuyển rổ chỉ số từ Frontier Market lên Emerging Market. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nhìn thấy là cái sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2018 là vẫn tiếp tục được duy trì. Và cái sự hấp dẫn này nó còn có thể được kéo dài sang năm 2019. Dòng tiền hiện tại cũng có nhiều điểm khác so với trước đây. Thứ nhất là các cái dòng cổ phiếu hiện tại của chúng ta đã đa dạng hơn khá là nhiều so với lại cái thời điểm trước đây khi mà mới được gia nhập WTO. Thế thì dòng tiền sẽ dàn trải hơn nhiều mã.
chứ không phải là tập trung một số giống như trước đây. Thế ngoài ra thì ở một cái điều kiện kinh tế của chúng ta hiện tại cũng tương đối là ổn định và bền vững hơn so với lại cái thời điểm trước. Thì tôi thấy rằng là rõ ràng là chúng ta đang ở một mức độ nào đó đang khá là hấp dẫn so với cho các nhà đầu tư nước ngoài. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.